Nói chuyện là thế giới đi, chuyện ông Donald Trump này, trong thời gian vừa qua nó đi thì cũng chắc có nhiều chuyện lắm. Để mà bắt vào cái câu chuyện rằng thì là thằng bòm với lại cái Cô gái quần mo ba cái Trung Nam chụp Bắc đó, Trung Nam Bắc đó thì thưa ở ngay trước Phúc Lộc Thọ đó, nó có một cái tháp, cái tháp. nó có một cái tháp mà do một điêu khắc kiến trúc sư, hình như là ông Đinh viết hay là gì đó, ông ấy lấy cái ý là hai dòng máu của cái dân tộc Việt, tức là nàng Âu Cơ và Lạc Long Quân đó. Nằm ngay trước Phúc Lộc Thọ, nằm ngay cái chỗ tivi, và bây giờ Cái thì là màn ảnh lớn ấy. và cái chỗ màn ảnh lớn. Thế thì là cái đó, ngoài cái đó ra thì nó là một cái ghế ở công viên, nó cũng rất nhỏ thôi. Chung quanh đó là nhiều cái hình, nhiều bộ mặt, có thể như là không biết là có phải là 100 người không, nhưng mà muốn nhắc lại cái dòng giống tiên nào dòng đó, Một một 50 trăm kính. người lên núi, 50 người xuống biển đó. Thế thành ra thế thì cái đó thì cái hồi trước đây thì mình mới thấy cái anh Tạ Đức Chí đó, anh gì đó, thị trưởng Tạ Đức Chí, thì cũng trong một dịp nào đó thì anh ấy vận động để có mấy nhà mạnh thường quân đầu tư để mà có được mà mấy ngàn đó, anh ấy treo cái biển Little Sài Gòn, treo cái biển Sài Gòn đấy, cái con đường đó đó. Và dạo trước Bác cái nói đi. cái con đường đó mà dạo trước đó thì mình mới mới nói đùa cái anh, mình nói cũng hơi hơi giễu. Phương nói à? Đây, ngồi đây. Phải phải Khéo, vào khéo, đọc. khéo, 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 khéo đá vào dây. Không. Tôi ra tôi lấy cái ghế này. Được, được. Anh cứ ngồi đi để anh Hùng ấy đòi. Anh Hùng lấy cái ghế, bọn anh không nói anh Hùng là tôi sẽ chạy xuống đây. Để ghế bên ngoài rồi đường mà anh Tạ Đức Chí đó, anh ấy gắn cái biển Sài Gòn đó, thì mình hồi đó mình cũng hơi giễu, mình nói rằng thì là cái con đường đó làm sao là nó ngay bên hông Phúc Lộc Thọ mà nó chỉ có một bên thôi, bên tay trái đó thì là hàng cây, mới lại cái đường mương đó. Thế nhưng mà bây giờ thì lại là có một cái tin, trong cái khu đó bây giờ nó là khu ẩm thực của Little Sài Gòn, khu con đường ẩm ăn thực uống, con đường ăn nhậu, con đường ăn nhậu. con đường ăn uống mà nó nằm, thưa nó nằm ở cái chỗ cuối đó, cái chỗ quán cơm chay, Vâng, đúng rồi ạ. cái chỗ quán Quán cơm cơm chay. chay, thành ra đó là cái chương trình mà phát triển của cái ông Phan Giao ơi, của Little Sài Gòn, không biết đã sang cho nhau chưa, nhưng mà nó là một cái chương trình tròn đầy. Mình nhìn nếu mà con đường này là con đường ẩm thực thì mình mới thấy rằng thì là ở trong Little Sài Gòn là cũng có một dãy nhà hàng ăn uống rồi, Đúng không rồi. ạ? Thế nhưng mà bây giờ đó là ở ngoài trời, và thấy mấy cái mà họ phác họa đó thì ngồi trước những các cái quầy, vân vân, và rồi thì là nếu mà nhìn toàn bộ đó thì bên kia là cái dãy nhà mà ông Phan Giao, cái dãy villa mà ông Phan Giao ông ấy mở ra để mà đón đầu đó, Cái chung cư đó, cái chung cư đó, bây giờ là trở thành apartment rồi. Vâng, ông ấy tức là hơi thất bại, thành ra ông ấy
thành ra là cái đó cho thuê, là cho thuê những cái phòng đó và đổi cái chung cư đó để đón đầu, để cho mấy cái ông già bà già ở Việt Nam qua, đúng, bố mẹ qua ở, thì thấy rằng thì là có thể đi bộ ngay ra khu Little Sài Gòn thì sẽ biết. Thế nhưng mà mấy người này đó thì là cái đón đầu đó thì nó cũng gặp cái trở ngại, là mấy người này người ta muốn về với con cháu, người ta không muốn tụ tập lại tại một nơi mà người ta thấy rằng thì là cái bầu không khí ở Little Sài Gòn nó cũng không thích ứng, không thích hợp lắm. Bây giờ thì cái chung cư là nó đề là Jasmine Palace, hoa nhài, cái lâu đài hoa nhài. Cho thành ra đây là một cái biến chuyển ở trong cái khu Little Sài Gòn. Cái khu đó thì tôi thấy cũng nhiều người vào đó mua mà xong rồi là bỏ chạy, là vì cái giá nó cũng hơi đắt. Mà một phần đó thì thấy vô đó rồi thì nó cũng có vẻ hơi ồn ào nhiều quá, nên là cũng không biết ra. Nhưng mà trong đó nó bán vàng không, đúng không? Trong nó trên lầu thì bán vàng. Trên lầu thì bán vàng. Trên lầu thì bán vàng. Dưới lầu bây giờ bán thức ăn, có bán thức ăn. Có chứ, cả hai bên đều bán thức ăn đến. Và bây giờ đó là nó mới bỏ hai cái căn về ăn uống đó. Nó bỏ là Đa Cao với lại Phở Hiền Vương đó. Là nó bỏ, không ạ? Thì, nhưng mà mình nói chuyện thế này, nếu mà nói về cái Phúc Lộc Thọ đó thì tới bây giờ tất cả những các cái người du khách ở mọi nơi đó đều tới đó chụp hình, đúng. Cái khu Phúc Tổng Thọ đó. Và mình mới nhớ lại cái năm xưa đó, cái năm xưa mà cái cộng đồng người Việt ở đây đó, cái ông Phan Giao ông định làm cái cầu băng ngang qua từ bên này qua bên kia đó, nó đâu cho. Thì những người không phải không cho mà thì mấy cái người, mấy quý vị trưởng thượng ở trong ngoặc kép đó, ở trong ngoặc nháy nháy đó, đứng ra phản đối. Lúc đó là ông Hồ Thăng và cô Nguyễn Thị Thanh Nga. Dạ không, tôi thì tôi thấy rằng thì là nhà sĩ Phạm Đình Tuân nữa. Và ông Tuân là cái người mà nói tuyên bố sẽ tuyệt thực là ông Hồ Thăng và cô Nguyễn Thị Thanh Nga ở trong cái đoàn gọi là đoàn Thiên Nga đó, của cảnh sát. Vâng. Tại vì lúc đó tôi dính vào cái vụ đó kỹ lắm. Không, thế này, thế thì ông Tuân cái hồi đó thì tôi mới qua, tôi qua trễ mà, mới qua thì ông ấy tường thuật với tôi. Ông ấy tường thuật với tôi rằng thì là ông Phan Giao, ông ấy phân trần, ông ấy nói rằng thì là tôi là cái người ăn cơm của Việt Nam, ăn cơm ở đây. Tôi có cái lòng nào mà tôi phản bội cái cộng đồng ở đây, phải không ạ? Và ông Phạm Đình Tuân thì đưa ra một cái danh sách mà 20 mấy ngàn chữ ký đó phản đối. Mà tại sao phản đối? Là vì rằng ông Phan Giao, ông ấy mở một cái bond, xin phép thành phố cho mở một cái bond để mà vay tiền của thành phố, do đó nó mới cần cái chữ ký và nó mới cần cái sự chuẩn thuận của thành phố. Thế thì đây đến đây thì mình mới thấy ca ngợi cái cộng đồng ở đây, cái sức phá hoại của nó thì vô cùng là lớn, phải không ạ? Và cho tới giờ này Việt Face hay là gì thì nó vẫn còn tiếp tục. Thế thì mình thế thì phá hoại, thế thì tôi nói tiếp là cái ông nha sĩ Phạm Đình Tuân đó, ông ấy mới mất 2 tháng nay rồi, thì ông ấy nói với tôi rằng thì là ông ấy đưa một cái danh sách mà nghĩa là bao nhiêu ngàn chữ ký đó, thì ông Phan Giao ông mới nghĩa là run lên, tay ông run, ông tường thuật với tôi đó, Phan Giao run lên. Thế thì tôi bực mình quá thì tôi nói với ông Phạm Đình Tuân rằng này anh ơi, Phan Giao nó run đó là bởi vì rằng nó thấy anh là người có học mà sao anh ngu vậy. Thế nhưng mà
ông Phạm Đình Tuân ông mới thấy tôi nói cũng có vẻ quá nặng như vậy, nhưng mà ông ấy cũng chỉ cười hề hề thôi, ông ấy cũng Thì lúc đó nó có hai cái nhóm. Cái nhóm mà tính làm cái đó là do cái nhóm ông Andy Quách, ông đang làm nghị viên của thành phố Westminster. Thì ông Andy Quách là con gà của ông Phan Giao. Tại vì lý do tại sao là tại vì cái bà gọi là bà giám đốc cái điều hành của công ty Phan Giao đó là bà là nguyên thị trưởng của thành phố Westminster. À, bà tên là bà gì tự nhiên quên mất, lâu ngày quá không nhắc tên. Thì bây giờ bà vẫn là, thì bà yểm trợ cho Andy Quách để đắc cử. Và cái cầu đó đó thì nhóm ông Trần Thái Văn, cái là thất nhân bang đó, yểm trợ cho cái cầu đó được xây dựng. Thì nhóm ông Trần Thái Văn là luôn luôn bị cái nhóm của bà Minh Nguyệt chống đối. Cộng đồng mình có hai nhóm mà. Đấy. Thì cái nhóm bà Minh Nguyệt là một cái ban đại diện cộng đồng khác. Thì nó mới phản đối. Thì rất nhiều lý do. Để ví dụ lý do là nói là làm trong đó đó thì là trời tối để homeless nó nằm ở trên đó, hoặc là rất là nguy hiểm cho những người mà đi ở trên đó. Cái tàu cầu ngắn thế này mà còn mà không lý nước Mỹ bất an ninh tới cái mức đó. Tuy nhiên khi mà ông Hồ Thăng và cô Nguyễn Thị Thanh Nga, tức là đoàn biệt đoàn thiên Nga của cảnh sát quốc gia đó tuyên bố là sẽ tuyệt thực thì thành phố nó sợ thật. Đấy. Nó lớn đấy. Thế rồi cái là cây thi ra ngoài thế nó bỏ hủy bỏ chứ bây giờ, nhưng mà thật sự nếu mà có cái đó nó sẽ có lợi, nó tạo cho một cái sự gọi là thứ nhất đỡ phải đèn xanh đèn đỏ, nó đỡ phải đèn xanh đèn đỏ và đỡ phải là cái tai nạn xảy ra. Những cái người Việt Nam mình lái xe rất là ẩu, U-turn bất ngờ luôn, cái đường người ta không được đi quẹo vòng là cũng quẹo vòng cho người tạo ra những tai nạn ngay trước mặt mà của anh ông Lý Quân Trúc đấy, cái tai nạn xe hơi mà chết cả người luôn đấy. Thì mà trong cái đường mà như vậy mà chạy xe mà tới mà húc mà nó lật cả xe mà chết người đó. Chết luôn người đấy. Thành ra đó cái đó nó có rất nhiều cái lợi, thế nhưng mà Việt Nam mình không cần biết. Họ không cần biết đấy, họ không biết là cái lợi. Thành ra cái vụ đó đó thì ông Tuân á thì thật sự như thế này, cái lúc đó ông Phạm Bình Tuân ông đang đi chơi trong cái phong trào nhân điện đấy, ông chơi với cái phong trào nhân điện, thành ra ông đi kiếm hội viên nhiều lắm. Cái người nữa đó là ông Tôn Thất Lăng, ông trung tá Tôn Thất Lăng khóa 16 trường võ bị quốc gia Đà Lạt đấy, cũng là một nghĩa là ông thầy nhân điện. Hai ông đó của ông những ông Lương Minh Đáng với lại ông ấy, thì tôi hỏi rằng không biết nhân điện sao chứ mấy ông toàn nhân điện sau mấy tuổi chết hết chắc điện giật nó chết là sao đấy. Nhưng mà đại khái bỏ qua, ngay cả ông đạo diễn Hoàng Anh Tuấn ở trên xăng OJ cũng vậy đấy. Bác còn nhớ là cái vụ mà nghĩa là bỏ Cali đi để chạy qua bên Missouri không? Bác nhớ không? Bảo, có thể là nó bị đứt cái đường đứt ấy, nó sẽ trôi ra biển. Chỉ được đi quốc lộ 40 thôi. Còn tất cả những cái quốc lộ khác ấy, đi đường xa lộ khác ấy, là sẽ bị chết. Tại vì Cali sẽ bị đứt đi ra ngoài biển luôn. Đấy. Ông Hoàng Anh Tuấn còn tuyên bố như thế này ở trong cái nhóm gọi là anh em nào trong cái nhóm mà gọi là bên cũ đó. Nhóm bên cũ gọi Trần Đức Cử với lại Phạm Đình Cung ấy kia. Còn nhớ lời ông Hoàng Tuấn nói rằng kỳ này ta sẽ giàu lớn. Tuyên bố trên sang bên đây. Là sao này? Kỳ này nó sẽ giàu lớn, tụi nó sẽ bán nhà nó bỏ nó chạy. Thì lúc mà qua bên Missouri không có gì hết. Thì ông Đáng nói ngược lại. Ông đã dùng cái nhân lực của ông đó. Ông đẩy vừa, tại vì nó vừa trùng hợp có một cái đám cháy ở trên San Jose. Và nhờ cái đám cháy đó đó, nó làm cho cái đất nó cứng lại, nó giữ lại được cái California. Thì ông bảo ông làm cái đám cháy ở trên San Jose. May mà. Chính phủ Mỹ nó bắt ông ở tù là may à. Tôi không hiểu tại sao. Đấy. Cái mà người ta lại có thể tin được. Chính như là có một mấy ông bạn tôi lên đường
gọi điện thoại, thôi tao chúc mày ở lại mày bình an. Và tôi bình an từ hồi đó cho tới bây giờ. Đấy, cái cộng đồng này á, họ ngây thơ lắm. Thì bây giờ còn chuyện gì nữa không? À, anh Trang Phạm gửi lời chào, Trang Phạm gửi lời chào khán giả KBC Hải Ngoại. Chào khán giả KBC Hải Ngoại, tôi mắc công chuyện đã tới hơi trễ một chút xíu. Chứ không phải anh trốn sở đi à? Tôi trốn sở, tôi đi đó. Đây là cuốn sách Tôi chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Đại tá Trần Hồng. Đây là một cái là gọi là tùy viên quân sự đi sát mấy tướng giáp 30 năm. Đấy. Quý giá lắm đó, nhà tôi là kiếm mấy cái này là cũng phải là vô nghĩa. Để nhân lại trở lại cái vụ ông Hồng này, ông ấy chụp tướng giáp mà nói là có thể ông là một tùy viên, một trong những cái người mà được chọn để mà ngồi bên cạnh tướng giáp. Thì thứ nhất là có một người cũng là một nhân vật ở Bôn Sa này, tức là ông thiếu tá Trần Văn Ân, phát ngôn viên quân sự Việt Nam Cộng Hòa, đại tá đi bác, đại tá trung tá gì đó, Trần Văn Ân, thì ông ấy là rất phục tướng giáp. Thành ra nếu mà có dịp thì mình cũng biếu ông ấy cái cuốn đó. Thế là một. Còn cái thứ hai đó là anh Hùng vừa rồi đi về gặp ông Hồng này, mà tôi có nói là tiếc quá, sao anh không phỏng vấn ông Hồng này đó, rằng thì là ông ấy nghĩ thế nào về cái chuyện mà tướng giáp đã dối giang lại cho thân nhân để mang cái hài cốt của mình về chôn tại cái quê hương của mình ở trong cái xóm chùa, cái hẻo xóm chùa đó. Và cái điều đó nó chứng tỏ rằng thì là một cái nhân vật thứ hai của chế độ, chỉ sau cụ Hồ thôi, đúng không ạ? Mà ông ấy có cái bức sức nào, mình mới thấy rằng thì là thường thường là người ta, những các cái danh nhân, những các cái lớn của chế độ thì là phải chôn ở nghĩa trang Mai Dịch. Đúng rồi. Là một trong những cái vinh dự như vậy, đáng nhẽ là phải vào bên cạnh cái kiếp đó mà đến. Mà vậy thì một cái nhân vật số 2 của chế độ tại sao cũng lại muốn bỏ đảng, cũng không là không muốn ngồi bên cạnh những đồng chí cũ của mình, cấp chỉ huy lớn nhất của tướng giáp hay là những người đồng nghiệp ấy. Thành ra cái uẩn ức đó, cái suy nghĩ đó làm cho mình mới thấy rằng thì là ở trong cái hàng ngũ của người cộng sản nó cũng có những mỗi người cũng có những cái tâm tư nguyện vọng mà chế độ không khi mà đi theo, không phải rằng thì là khi mà đi theo cách mạng thì nó là một chuyện, nhưng mà khi mà cách mạng thành công rồi thì nó lại là một chuyện khác, và không ai bằng lòng. Và tôi cũng nói rằng thì là cũng giống như có một cái trường hợp cũng đặc biệt là tướng Ngô Quang Trưởng của Việt Nam Cộng Hòa, ông ấy cũng dối răng lại cho gia đình rằng lấy cho cốt của ông ấy rắc tại đèo Hải Vân. Không biết là cái đèo Hải Vân đó là cái con đường chiến lược hay là nơi đó ông ấy đã có những kỷ niệm hành quân gì đó. Thành ra đấy mới là hai con người tiêu biểu ở hai nơi, và đấy mới là cái bức xúc của thời đại, của những cái danh nhân Việt Nam. Nhưng mà bác Giáp trở về quê hương, tức là cũng trở về tổ tiên của mình, cũng là nơi mà vợ của bác Giáp chôn ở đó. Vâng, đúng. Thành thử ra trở về cái cội nguồn đó đôi khi nó cũng tương xứng vậy. Đúng, đúng chứ. Tôi bảo là cái thắc mắc của mình là tại sao đấy, đó là một cái thông điệp suy nghĩ tại sao lại không chôn ở nghĩa trang Mai Dịch. Câu chuyện ở bên cạnh những đồng chí chiến đấu của mình, còn cái câu chuyện mà trở về quê mẹ, trở về gì thì nó là của những con người bình thường.
Vâng, thưa tôi có thể trả lời cho bác Cường thay vì cái là hỏi phỏng vấn ông Trần Hồng. Ông Giáp đã làm chúc thư là ông muốn được chôn ở quê hương Quảng Bình. Đấy, ông bảo chết sinh ở đâu thì mình sẽ trở về cội nguồn ở chỗ đó. Thứ hai là ông đóng góp cho đất nước quá nhiều. Thành ra ông nghĩ rằng á, là dù ông nằm ở trong cái nghĩa trang Mai Dịch hoặc là ông nằm ở Quảng Bình giống như nhau, nhưng mà trong cái tinh thần của các người con của Tiến Giáp, họ muốn tạo một cái sự đặc biệt. Bởi vì cái chỗ Tiến Giáp bây giờ là tôi đã được tới đó hai lần. Tôi tới đó hai lần rồi. Lần thứ nhì này đó khá hơn lần trước. Là bởi vì sao? Này, lần nhất là tôi đã phản đối. Tôi bảo là một nơi của Tướng Giáp, đồng ý các quý vị mới bắt đầu xây cất, nhưng mà nên có, thứ nhất, cái nhà vệ sinh công cộng. Một con đường dài, những chiếc xe chở người hành khách xuống, không có một cái nhà vệ sinh công cộng. Mọi người nhảy xuống xe một cái thì là đàn bà đi vào bụi, đàn ông thì đứng. Đấy. Nó rất là cái là, mà trên kia thì bác Giáp nằm. Đấy. Bộ túc sau thì tặng cái chìa khóa vàng thì vâng. Nó có. Thứ hai tôi nói rằng đề nghị là xây những cái nhà mà nghỉ và trong cái nhà học là những cái quán ăn. Tại vì trong quán ăn thì người ta sẽ vào quán ăn người ta cũng có. Và thứ nhất là để cho người ta xuống, người ta có rất là nóng ở Quảng Bình, rất là nóng cái mùa, nhất là bây giờ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9 là đi rất là nóng. Đó thì những cái đó thì bây giờ đã bắt đầu được thực hiện. Thì cái đề nghị tôi lúc lần đi lần trước và trong tương lai đó chúng ta được biết là cái đảo Yến, tức là cái đảo Yến đó, bắt Giáp, cái mộ của bác Giáp nhìn thẳng đến cái đảo Yến. Thì cái đảo Yến nó sẽ được tổ chức cũng là một cái địa điểm để mà được du lịch trong đó. Dù là cái nó nhỏ thôi nhưng mà mình đi ra ngoài để mình thăm đảo đi và đi cũng là một cái. Nhưng mà dọc cái từ ngoài đường cái mà ở chỗ Formosa đó đi lên xong rồi cái qua đường đi Bắc Giáp đó. Từ ngoài đường cái mà đi vào trong dọc theo đường hãy còn trống rất nhiều. Và bởi vì trong tương lai nó sẽ trở là một cái địa điểm du lịch. Nó trở thành một thắng cảnh historical đấy, đã thành ra rồi, đã cái dọc đường này trong tương lai sẽ mở mang rất là đẹp. Còn cái vấn đề mà thứ bác nói về Ngô Quang Trưởng đó, hôm chuyến máy bay chúng tôi đi từ Việt Nam về lại Los Angeles, vô tình lại ngồi ngay cái cạnh cái hàng ghế ba người, thì cái chị ngồi ngoài cùng á là chị đã đi về Việt Nam cách đây 15 năm. Và chị nói rằng ấy, chính chị là cái người đã đưa bà vợ của ông Ngô Quang Trưởng và đứa người con gái lớn. Lúc đó đi vào rất là âm thầm. Tức là nói là không dám tuyên bố. Thứ nhất là cái cộng đồng này. Và thứ hai là sợ bên Cộng sản họ không cho. Thì bà mang cái hài cốt. Trong cái chuyến đi mà đoàn nhà báo của tôi là Việt Weekly rồi mới lại Phú Quốc Gia TV đi từ Đà Nẵng ra Huế thì chúng tôi đã dừng lại ở trên đèo Hải Vân, nó ở trên cái đường mà từ Đà Nẵng đi ra Huế chứ không ạ. Thì bây giờ nó có hai con đường, một là đi chạy dưới hầm, hai là đi trên đèo Hải Vân nếu quý vị muốn tìm cảm giác hoặc đứng ở trên ngắm xuống cái dưới biển Tiên Sa thì quý vị đi trên đèo Hải Vân. Thì đi từ Đà Nẵng tức là Nam Ô đi lên trên đỉnh đèo Hải Vân, qua bên kia là Lăng Cô. Thì bên phía Đà Nẵng này mới có cái am. Và những người đó, dân chúng họ tự động họ đạp cái am thôi chứ không phải bà là nhà trưởng. Thì cái am đó bây giờ càng ngày nó càng rộng ra, nó lớn hơn. Và nhà nước Việt Nam không đả động gì hết, quý vị không thể miss được, chạy là nhìn thấy liền. Và thường đa số những người mà gọi là còn lại cái hoài niệm với lại Việt Nam Cộng Hòa, họ tới đó, họ ngừng lại, họ thắp nhang này kia. Thì ông trưởng theo lời á, cái bà chị đó bà nói đó, ông trưởng cũng nói rằng
ông muốn ông chết cái tro bụi của ông phải hòa tan với lại đất nước. Ông có nói bà là không có chôn. Sau khi thờ xong ở trên chùa một năm sau thì cố gắng, sau đó cố gắng mang về Việt Nam, thì ông giải cho trên cái đó để nói cái gì, nói lên một cái ông tạ lỗi với tất cả những người quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử nạn trong cái cuộc chiến, bởi vì với thân làm tướng ông đã nói hay kiểu Bác Cường đó, mất cơ hội tuân thiết mà lại không giữ được cho các binh sĩ của mình nói riêng và đất nước của mình nói chung, đất nước đây đó, tức là miền Nam Việt Nam, và ông muốn cái cho đó ông được hòa tan lại với trong lòng đất. Đó là cái mà theo lời của cái người phụ nữ. Riêng chị Ngô Quang Trường, nếu chị muốn bổ túc KBG Hải Ngoại sẵn sàng mời chị lên, hoặc là qua cái điện thoại chị có thể bổ túc thêm những cái, nếu mà cái người bạn đã nói sai hoặc là chúng tôi nói không đúng. Đấy. Vâng, đó thì cái vụ đó. Còn Bác Cường, Bác Vương còn cái gì đó? Hình như ông Thường chết ở trong nhà, ở trong bệnh viện Saint Paul. Đúng không? Saint Paul là ông Phạm Văn Phú. Ở trong Grand. Nhà thương Grand, yeah. Ông Phú chết chứ không phải là Phú. Ông trưởng qua bên này và mới chết cách đây mấy năm thôi. Dạ. Ông Ngô Quang Trường thì ở trong bên, ông có ông chưa chết ông Grand. Dạ, vâng. Hồi đó thì là có tên lưu danh bốn ông tướng: nhất thắng, nhì trinh, tam thanh tứ trưởng. Tam thanh tứ trưởng thì ông Trinh cũng mới chết rồi. Vâng. Ông Trinh là cũng ở bên Virginia. Phan Trọng Trinh đấy. Phan Trọng Trinh. Ông Thắng thì hai còn. Ông Thắng là cuối cùng là ông là bắn pháo binh rất là giỏi, là chỉ huy kiểu pháo binh, nhưng mà sau này ông đưa về làm xây dựng nông thôn, tại vì coi như là ông Thiệu không có tin ông Thắng. Ông Thiệu đưa về làm xây dựng nông thôn, mà một ông tướng mà về xây dựng nông thôn nhưng, thì... Nhưng mà hình như là ông Thắng có được cái tiếng thơm là ông tướng sạch nhất. À, tướng sạch nhất. Đấy, nhất thắng người mà nhất thắng mà. Nhất thắng gì, nhì thanh tam thanh tứ trưởng. Ông Thắng học trường khoa học đó anh. Dạ. Nhất thắng gì trinh tam thanh tứ trưởng. Nhân đề cập tới tướng Thắng thì tôi lại có một số những cái chi tiết mà đây là gia đình. Dạ. Vâng. Ông tướng Nguyễn Đức Thắng đó, cái hồi mà ra ngoài xây dựng nông thôn mới gì đó, là lúc bây giờ là ông ấy phó thủ tướng kiêm Bình Định, phải không ạ? Dạ vâng, vâng. Đấy. Vâng. Thế nhưng mà còn cái ông tướng Thắng đó thì nó thế này, là khi mà chúng tôi di cư vào Nam đó, thì gia đình và chị cả của tôi ở lại Việt Nam. Và chị cả đó hơn tôi 22 tuổi. Bà ấy là chủ nhiệm của cái tờ báo của ông già tôi đó. Thì tức là ở lại Hà Nội. Vâng, ở lại Hà Nội. Đấy. Thì nó lại tình cờ là cái con gái của bà chị cả tôi đó, là cái cô Việt Hương đó, nó ngang với tuổi tôi này, nó kém tôi một tuổi thôi. Thì nó lại lấy anh Nguyễn Đức Phú là em ruột của tướng Nguyễn Đức Thắng. Yeah. Em ruột của tướng Nguyễn Đức Thắng, thì mình mới thấy rằng thì là dù là ngoài Hà Nội hay và, là Hà Nội chứ, Hà Nội. Thành ra mình mới thấy rằng thì là mình mới nhớ lại cái thời mà ở bên Liên Xô đó, những cán bộ cộng sản nó cũng chọn con cháu của Nga Hoàng nó lấy cái biên giới đó, cái người cộng sản nó muốn trèo lên trên, nó vẫn quý cái chế độ đối lập bên kia, chứ không phải rằng thì là chỉ có cái làn danh quốc cộng mà Phan Kỳ Nhân kỳ giết với mấy anh lăng nhăng này thì mới suốt ngày vi anh vi yết mới nói rằng thì là chúng ta phải củng cố cái làn danh quốc cộng cho tới chết. Nó buồn cười như vậy là ở trong cái hồi mà ông Thắng ông ấy dự cái hội nghị Paris đó, thì ở gia đình ở Việt Nam đó, cộng sản nó lại nó bắt cả gia đình ngồi, nó chụp hình, xong rồi thì là nó gửi rồi nó nói gia đình viết một cái thư chào mừng ông tướng Thắng với gì đó, thì mấy cô cháu tôi với mấy gia đình bảo nhìn nghĩa là nghiêm cái mặt không có cười gì với chúng đó cả. Thế thì đại khái nhưng mà còn thì ở trong gia đình đó thì
nói ông Tứ Thắng thì là ông ấy đi học trường Pháp, tại vì gia đình giàu, à, ông ấy đi học trường Pháp, ông Tứ Thắng với ông Tứ Thành đó, yeah. Ông Thành thì là bác sĩ quân y, à, ông Thắng thì là ông ấy về sau là pháo binh đó, đúng. Một trong những người mà ông ấy ông có văn hóa cao nhất là sau ông Trung đó. Và thì ở trong gia đình đó thì cũng lại biết tính ông Thắng, thì bảo ông Thắng là một cái loại show up, không? Nghĩa là cái loại mà cũng hay thích nghĩa là làm biểu tượng, mang tính cách biểu tượng. Ví dụ là kể chuyện là ông Tướng Thắng đó không bao giờ cho vợ ngồi xe jeep đi chợ hết, bà vợ đi thuê xích lô đi chợ, và bà vợ thuê xích lô tới cửa, cái anh xích lô đó nó mang đồ của bà này vào trong nhà. Ông Tướng Thắng ông ấy mắng, ông ấy bảo rằng em thuê cái xích lô đó mặc cả giá là tới đây thôi chứ đâu có cái mà khiêng vào trong nhà. Đúng. Thành ra đó là, hoặc là khi mà ông ấy thay ông Tướng Mạnh, ông ấy về vùng 4 đó, yeah. Thì ông ấy làm những cái cuộc cải cách lớn lắm. Cải cách lớn lắm là bắt đầu đi qua cái phà Cần Thơ và Vàm Cống đó. Thì đời xưa mà các xe đò rồi dân chúng mà cứ kẹt ở cái Bắc á, vì rằng xe quân đội đi đó, thì ông ấy đặt vấn đề rằng chừng nào mà quân đội đi hành quân thì mới có ưu tiên, còn không thì phải để cho quần chúng đi trước. Ví dụ như cái thời gian mà cái tình hình nó cũng sau khi ông ấy thay ông Tướng Mạnh mới gì ở vùng 4 đó, ở tư lệnh đó, thì ông ấy làm gương, tức là ông ấy mang cái PC, ông ấy mang cái bộ tư lệnh hành quân của ông ấy ra đóng ngay tại cái blow code ở góc cái quân khu 4 đó, không ạ? Kể cả anten, đăng tiết rồi tất cả những cái thứ đó. Và ông ấy là gọi, ví dụ như là gọi hai tô phở lớn, hoặc là ông ấy bắt tùy viên bắt mấy đứa mang bánh mì, thì ông nói là cho một thước bánh mì thịt, mấy đứa ăn một khúc chết đó, thì đại khái là ông ấy đưa một thước. Và bao giờ ông ấy đến đâu ông ấy cũng thăm nhà vệ sinh và cái phòng ăn của khóa sinh hay là của các quân nhân. Đấy là cái mà cho nên cái mà anh Hùng nói rằng thì là cái nơi mà ông Võ Nguyên Giáp mới giết ấy, thì đấy là cái, những các cái cấu trúc hãy còn thiếu sót ấy, cũng phải xây dựng lên dần dần. Và vừa rồi anh nói về cái đảo Yến đó, ở bên kia đó, tuy là nó nhỏ nhưng mà tôi lại nhớ tới cái mà tổ quốc nhìn từ đảo, nhìn từ biển. Những chữ nghĩa của tôi thấy cộng sản nó dùng chữ nghĩa hay quá, không biết là tôi có bị mê hoặc mà. Bác nói với Tướng Thắng, thì hồi xưa Tướng Thắng lên trường tôi, ông là tướng, ông vẫn đi học ở trường tôi khoa học, ông học chứng chỉ toán học. Vâng. Mà khi mà ông tới trường tôi, ông đậu ngoài xa rồi ông đi bộ vô chứ không đậu chức ở trường. Vâng. Là đó là cái tiếng của ông là như vậy. Hồi đó tụi tôi học tụi tôi biết. Đúng. Ông đi bộ rất là từ xa, cũng khoảng cây số ạ. Đúng. Thì cái lúc ấy giờ là ông ấy về hưu rồi. Ông ấy về hưu rồi thì ông mới ghi danh, ông ấy đi học về khoa học, ông ấy học thêm á. Ông học chứng chỉ toán tôi biết mà. Đó, chứng chỉ toán. Còn một ông nữa là một ông nữa thì ông cũng là một tướng, thì ông ấy đi vào đại học văn khoa, ông ấy học về văn khoa, ông tướng để mấy ông đó khi mà về hưu rồi đó thì ông ấy không đó. Khi mà về hưu rồi đó thì các ông ấy có cái xe Versailles, mỗi ông có một cái xe Versailles. Thì bác nói vậy thì không biết bác có bị ảnh hưởng không, thì tôi lại có cả quốc huy mà. Vâng. Của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa. Vâng. Đây là của báo đại biểu tặng